Thưa quý vị, thông tin từ Bệnh viện 30/4, Bộ Công an cho biết, vào ngày 18 tháng 1 thì thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Cụ thể 3 trường hợp này là những người ngụ tại huyện Bình Chánh, quận 11 và quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong chiều 18 tháng 1, bệnh viện 30/4 đã có buổi làm việc với các chuyên gia của bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố HCDC về các trường hợp này. Theo đó, vào ngày 15 tháng 1, bệnh viện 30/4 nhận được một số mẫu xét nghiệm đề nghị xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 bằng quy trình TaqMan. Tại đây phát hiện gen S bất thường. Ngày 16 tháng 1, các mẫu xét nghiệm được gửi tới bệnh viện Bệnh nhiệt đới để thực hiện giải trình tự gen, xác định biến thể SARS-CoV-2. Chiều 18 tháng 1, kết quả thu được 3 bộ gen từ 3 mẫu bệnh phẩm mang đi giải mã định danh bằng phần mềm chuyên dụng tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho thấy cả 3 bộ gen này thuộc biến chủng Omicron BA.1.